Hôm chúng ta thành thân, chàng trang điểm cho ta đi yên được không? Yên tâm đi, có Hạ Lan Quân ta đây, bảo đảm nàng sẽ biến thành tân nương đẹp nhất thế gian. Đúng vậy, ý của ta chính là muốn trở thành tân nương đẹp nhất thế gian này. Chúng ta thành thân rồi.